Xin chào tất cả các bạn, mình là Thanh Thủy, mình đến từ tỉnh Hòa Bình. Mình trở lại với video của mình hôm nay thì mình xin phép quay lại cái video hôm trước. Đó, video hôm trước của mình là mình hướng dẫn là cái cách cắt tỉa cho cây hoa nhà Nhật ra nhiều hoa đẹp nhé. Đó, hình ảnh các bạn đang xem đây là ảnh một cái cây hoa nhà Nhật nở rất là nhiều hoa, nở tím cả cây luôn ạ. Cái video hướng dẫn cách chăm sóc của mình thì mình có xuất bản là hôm mùng 4 tháng 9 năm 2020. Đó, có hiện rõ là xuất bản ngày mùng 4 tháng 9 ạ. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 9. Thì sau khi xử lý và cắt tỉa được 2 tuần thì một lát nữa mình sẽ mời các bạn ra vườn để kiểm tra lại cái kết quả của mình xử lý xem là cái cây nó đến đâu rồi nhé. Đây, mình quay lại cái ảnh hôm trước ở trong video của mình đây. Là cái cây nhà Nhật của mình có xử lý là đem phơi nắng, cắt nước 3 ngày và đem phơi nắng thì cây nó héo rũ ra như trong ảnh. Nhìn như là muốn chết đến nơi rồi ạ. Thì cũng có nhiều bạn sau khi xem xong cái video của mình thì cũng có khen và ủng hộ. Nhưng mà cũng có một số bạn thì thực ra là các bạn chưa biết kết quả đến đâu thì các bạn cứ theo dõi đi. Và các bạn thấy hay và hữu ích thì các bạn xem và like và chia sẻ ủng hộ. Còn nếu mà các bạn không quan tâm thì các bạn có thể lướt bỏ qua. Nhưng mà có nhiều bạn thì có comment nói là cái cây của mình mà phơi như thế kia thì nó chỉ có chết, chứ làm sao mà xử lý cho nó ra hoa và sống lại được. Đó, thì hôm nay mình cũng xin nhắc lại cái vấn đề như thế. Và ngay bây giờ đây thì mình sẽ mời các bạn ra vườn hoa của mình để xem thực tế xem cái cây hoa nhài đó hôm trước là nó héo rũ như ảnh này, và mình đã có hướng dẫn cắt tỉa để xem là hôm nay thì là cái cây nó sống hay chết hay là nó như thế nào nhé. Đó, đây là cái ảnh cây hoa nhài Nhật mà sau khi mình đã cắt tỉa cành đi và mình bỏ hết lá đi nhé. Và có xử lý bằng cái combo chăm sóc đa năng ở bên mình. Thì hôm nay mời các bạn ra xem kết quả. Đây nhé, bây giờ mời các bạn cùng ra vườn hoa của mình để xem cái bạn hoa nhài hôm trước xử lý thì hôm nay sẽ như thế nào rồi nhé. Đó, mình quay trực tiếp tại vườn hoa nhà mình luôn nhé. Đây là biển hiệu nhà mình ạ, chứ không phải là quay cây ở đâu nhé. Đó, biển hiệu nhà mình có số điện thoại của mình hẳn hoi. Bên dưới này là bể hoa súng đang nở hai bông súng Mỹ đấy ạ, rất là yêu. Đó, đẹp chưa? Cái bể súng này thì ở ngay chân biển hiệu nhé. Đó, mình quay ngược lên ạ. Và bây giờ mời các bạn vào trong vườn kia để xem cái cây hoa nhài nó như thế nào rồi. Đó, cây hoa nhài thì mình để ở cái đầu bể súng to ở trong kia. Đó, bạn ấy đây rồi ạ. Ồ, bất ngờ chưa? Đây là hình ảnh cái bạn hoa nhài mà hôm trước là đã phơi nắng và cắt nước rồi phơi nắng 2 ngày là bạn ấy héo rũ ra như cái video của mình hướng dẫn đó. Và mình đã tỉa trụi hết cả cành đi. Đây, mình quay gần cho các bạn xem nhé. Mới sau 2 tuần thì bắt đầu là đã cho bông lên rồi ạ. Đã nở được một bông rồi ạ. Màu tím yêu chưa? Đó, và bên cạnh đây là một cái nụ bự cũng sắp nở rồi ạ. Và mình quay gần cho các bạn xem nhé. Đó, tất cả các cái đầu mầm nhú ra là đều ôm nụ hết rồi ạ. Đó, có cái hình tròn tròn kia chính là cái nụ đó ạ. Cái nụ của hoa đó ạ. Đó, các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đó, tất cả các cái đầu mầm nhú ra là đều có ôm nụ hết rồi. Nụ to, nụ bé thôi. Đó, bên đây cũng ôm nụ rồi này. Nó bị loạn. Đó, nhìn rõ cái nụ chưa ạ? Đây nữa này, đây cũng rũ nhú rõ nụ rồi này. Và cả bên này nữa này. Đó, các bạn nhìn thấy cái nụ chưa ạ? Đó,
Thật là may mắn mà sau khi là tưởng chết mà xử lý xong thì bật mầm với cả nhú nụ tận ở dưới gốc luôn nhá. Mình quay sát gốc này. Đó, một cái mầm này cũng đang có nhú nụ rồi ạ. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Hơi mờ một chút vì ở trong gốc. Đó. À, không hề có bị là đen thân khô cành hay là làm sao nhá. Đó, tất cả các cái vết cắt này. Các cái vết cắt cành đi. Đây mình quay gần cho các bạn xem đó. Nó chỉ khô vết cắt lại thôi chứ không hề có bị là đen thân khô cành hoặc là chết cây hay như thế nào nhé. Đây là toàn bộ cái cây hoa nhài. Mình quay thêm cái vết cắt ở bên này. Đó, cái đầu cành cắt vẫn còn nguyên kìa. Chỉ có khô lại thôi chứ không hề bị đen thân nhé. Đó, mầm ra rất là nhiều. Và các cái đầu mầm này là đều có nhú nụ đây rồi này, nụ to nụ bé này. Đó, yêu chưa? Đây cũng đang nhú nụ này. Sau khi các bạn mà cắt nước rồi các bạn phơi nắng rồi xử lý theo đúng quy trình trong video của mình hướng dẫn ấy thì cái bạn hoa nhài này sẽ bật mầm ra nhé. Bật mầm ra cả cây như thế này luôn. Và sau khi cái mầm nó ra thì nó sẽ thành là cái hoa ôm ở đầu nụ luôn. Chứ không phải là ra toàn lá như là nếu như mà các bạn không xử lý nhé. À, mình quay lẫn ở cây ở vườn này nhìn không có được rõ lắm. Đợi mình một lát mình sẽ bê cái cây hoa nhài này vào trong mái kia để mình quay cho nó rõ hơn. Đó, sau 2 tuần thì cái nụ nào mà ra nhanh nhất thì đã nở một bông hoa như thế này. Và có cái nụ to to sắp nở như thế này. Còn đa phần là đều ôm nụ bé hết như thế này rồi. Đó, đây là cái nụ bé ạ. Đó, mình chuyển cái bạn hoa nhài ra đây để cho cả nhà nhìn rõ hơn nhé. Đó, xanh tốt cả cây đây rồi ạ. Đó, mầm ra rất là xanh. Đó. Ra đây thì nhìn rõ cái nụ nó đang nhú đấy ạ. Đó, cả nhà nhìn rõ chưa ạ? Các cái đầu mầm này khi mà bật ra thì nó sẽ nhú nụ nhé. À, đa phần là nhú nụ hết rồi. Đó, bạn này còn nở bông luôn rồi cơ. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi là xử lý theo cái phương pháp của mình hướng dẫn ở trong video nhé. Đó, nhìn toàn cảnh đấy ạ. Cái bước mà cắt nước rồi đem phơi nắng rồi cắt tỉa rồi là chăm sóc bón phân lại ấy, thì mình đã có video hướng dẫn là ở bước đầu tiên. À, hôm nay kiểm chứng kết quả là mầm đã bật ra rất nhiều. Và đa phần là đã ôm nụ ở đầu mầm thì mình hướng dẫn cái bước thứ hai hôm nay nhé. Là sau khi mầm đã lên như thế này rồi thì các bạn chuyển qua chế độ phun dưỡng giúp cho mình nhé. Ở trong cái bộ combo đa năng đó, chăm sóc các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả và cho cả hoa lan đó. Thì hôm nay mầm nụ nhú lên như thế này rồi thì các bạn chuyển qua phun dưỡng giúp cho mình nhé. Đó, đang rất là nhiều mầm, xanh mướt luôn. Đây, đầu mầm đang nhú nụ đấy ạ. Đó, thì bây giờ để đảm bảo dinh dưỡng cho nhiều mầm mà nhú nhiều nụ như thế này, để cho các cái đầu mầm này ôm nụ 100% thì các bạn chuyển qua chế độ phun dưỡng cho mình nhé. À, bây giờ mình sẽ pha thuốc vào cái bình 2 lít và mình tiến hành mình phun dưỡng nhé. Đó, mầm lên từ gốc cho đến ngọn xanh mướt luôn ạ. Chứ không hề là có bị là đen thân hay là chết cây hay như nào như là một số các bạn nói đâu nhé. Đó, bây giờ mình cho thuốc vào đây để mình phun dưỡng. Các bạn pha giúp cho mình vào cái bình 2 lít. Mình hay dùng cái bình màu vàng Dacor 202 này ạ. Khi mà mầm bắt đầu lên rồi thì các bạn chuyển chế độ phun dưỡng cho mình thì các bạn chỉ dùng là cho số 1, cộng số 2, cộng số 3 và cộng số 8 giúp cho mình nhé. Số 1 là vừa kích mầm dưỡng mầm này. Số 2 là kích rễ qua lá, qua thân, qua cành này. Để cho cây khỏe, rễ khỏe này. Số 3 là phòng nhện với chĩ với lại sâu ăn lá nhé. Số 8 là để bổ sung thêm dưỡng chất để cho cây ôm nụ tối đa nhé. Và cho hoa đậm màu nhé.
thì tất cả là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 8 mình đã pha vào cái bình như thế này. Và bây giờ mình tiến hành mình xịt cho cây nhé. Đó, bây giờ mình tiến hành mình phun. Các bạn phun ướt hết hai mặt lá, ướt cành cây, thân cây. Đó, ướt hết hai mặt lá, ướt cành cây, thân cây luôn, để cho dưỡng lá, dưỡng mầm lên, để cho nuôi mầm và đảm bảo là các cái đầu mầm này ôm nụ tối đa nhé. Đó, các bạn phun kỹ giúp cho mình nhé. Phun ướt hết hai mặt lá, ướt cành cây, thân cây. Cái mầm này mới lên nó non như là cái ngọn rau ấy. Các bạn đưa cái bình cẩn thận không là nó gãy mất cái mầm nhé. Phun kỹ cả cành cây, thân cây. Các bạn phun cả gốc cây nhé. Cái này là phân bón lá dưỡng qua gốc, qua thân, qua cành mà, qua lá mà. Nên là các bạn phun ướt hết cả gốc cây giúp cho mình, để cho nó có dinh dưỡng để nó nuôi hết cái chỗ mầm khổng lồ này. Sẽ hứa hẹn là một cây hoa nhài tím cực kỳ đáng yêu đây. Đó, các bạn phun ướt hết giúp cho mình nhé. Sau khi đã mầm đã lên như thế này rồi thì nếu như mà được đều đặn, các bạn cứ 3 đến 5 ngày các bạn phun dưỡng giúp cho mình một lần thì đảm bảo là cây nó lên nó sẽ rất là đẹp nhé. Nó có đủ dinh dưỡng để nuôi cây. Đó, mình vừa phun một lượt ạ. Ướt hết mặt lá đây này. Nhìn như là vừa mưa xong ấy. Ướt hết hai mặt lá, ướt cành cây, thân cây. Đó, tới này mà ôm nụ hết chỗ mầm này và sẽ nở tím cả một cây như này thì đẹp lắm đây. Đó, cứ định kỳ là từ 3 đến 5 ngày hoặc 7 ngày các bạn phun dưỡng một lần thì rất là ok. Cái này là dinh dưỡng bổ sung trực tiếp qua lá các bạn nhé. Nó sẽ tác dụng rất là nhanh, nuôi cây nuôi mầm cho các bạn. Vừa nuôi lớn mầm này, rồi cho hoa lá xanh này, lá xanh này, hoa thì đậm màu này, chuẩn form này. Đó, nhìn toàn là cảnh cả cây xanh mướt tốt luôn, rất là đáng yêu ạ. Đây mình quay qua bên này cho các bạn nhìn rõ hơn. Đó là đang ở vườn hoa nhà mình đó ạ, chứ không phải là quay ở đâu. Đó các bạn nhìn rõ chưa ạ? Đang ra rất là nhiều mầm luôn. Đây mầm xanh mướt chưa ạ? Bắt đầu ôm nụ ở các cái đầu rồi. Đó, bạn nhìn rõ cái nụ chưa ạ? Rất là yêu luôn. Mình phun sau cái lượt này thì sẽ ôm nụ tối đa luôn nhé. Nhìn mầm mê chưa? Đây, nhìn rõ nụ chưa ạ? Ôm nụ ở đầu rồi ạ. Đó, cái mầm này cũng đang chuẩn bị ôm nụ này. Đây, dưới này cũng ôm nụ rồi này. Đó, chỗ này ôm nhiều nụ luôn này. Đây, bạn này ôm nụ rất là to rồi đây. Nụ to chuẩn bị nở rồi ạ. Đó, nên các bạn nào mà chưa xem cái video đầu tiên ấy là hướng dẫn cắt tỉa và xử lý cho cây hoa nhài Nhật ra hoa thì các bạn nhanh tay vào YouTube và đăng ký kênh Thanh Thủy HB nhé. Tên kênh của mình là Thanh Thủy HB để được xem cái video hướng dẫn từ đầu nhé. Cái cách cắt tỉa và xử lý nó ra làm sao để nó bật được ra nhiều mầm và nhiều nụ như thế này. Và đây là đã có kết quả rồi. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Không có lo là mình xử lý, mình cắt nước phơi nắng thì là nó chết mất cây của các bạn đâu nhé. Đó, đây là một cây nhài Nhật thực tế của nhà mình luôn. Và hôm đấy mình có cắt tỉa và hình ảnh nó héo rũ như là sắp chết. Và bây giờ là đã có kết quả thật là tuyệt vời đấy rồi. Đó, xanh mướt luôn, yêu chưa ạ? Ôm nụ này.
khi mà mình xử lý thì các cái mầm ra thì bắt đầu ở đầu mầm là các bạn ấy ôm luôn cái nụ như thế này là sẽ cho nở thành cái hoa luôn, chứ không phải là cành lá mà cứ vươn dài ra là không có hoa nhé. Đó, đã có kết quả thật là tuyệt vời, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm để xử lý theo cái phương pháp của mình nhé. Đó, xanh mướt, yêu chưa ạ? Đây, mình đang quay tại vườn hoa nhà mình đây. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Các bạn thấy hay và hữu ích thì xin cho mình một nút like, một nút chia sẻ, cộng một nút đăng ký kênh Thanh Thủy HB để được xem thêm nhiều video mới nhé. Đây là biển hiệu nhà mình. Sau khi xem xong video này, nếu như mà các bạn có băn khoăn thắc mắc gì thì cần tư vấn gì thêm thì cứ liên hệ với mình theo số điện thoại ở trên biển nhé. Bên mình có chuyên tư vấn kỹ thuật miễn phí ạ. Rồi, cảm ơn các bạn nhé.